Vâng, shop phụ kiện 390 xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay shop phụ kiện 390 giới thiệu cho anh em chơi súng truyền thống về cái bán gỗ truyền thống anh em nhé. Vâng, thì hàng bên shop là mặt hàng miễn phí ship được kiểm tra. Đấy, mặt hàng bán gỗ truyền thống này là mặt hàng miễn phí ship được kiểm tra. Khi hàng đến thì anh em được bóc ra xem hàng, đúng sản phẩm thì anh em mình nhận nhé. Nếu không đúng hàng, đúng sản phẩm thì anh em có thể hoàn trả về bên shop. Để thuận tiện hơn trong việc mua bán thì anh em gọi điện số 390 ở góc màn hình của shop nhé. Vâng, thì anh em chơi súng truyền thống ấy thì anh em làm khéo tay hoặc là cái gọi là cái túi tiền nó hơi ít một chút thì anh em có thể tự gọi là chế cái báng truyền thống. Còn anh em là mà gọi là không khéo léo hoặc là tiền nó dư giả một chút thì anh em có thể mua cái báng gỗ truyền thống. Thì cái giá báng gỗ truyền thống này là bên shop đang bán giá hiện tại là 450.000. Báng gỗ truyền thống bán giá hiện tại là 450.000. Đây anh em xem nhé. Đấy. Hàng là bằng gỗ, là gỗ xà cừ anh em nhé. Đấy, mình bên shop đặt kho, đặt xưởng là gỗ xà cừ. Thì cái mặt hàng này đã được bên shop đặt hàng và đo tỉ mỉ chính xác phù hợp với súng truyền thống và cái tì vai phù hợp anh em nhé. Đấy, thì cái báng gỗ truyền thống này được chạy bằng máy xi, cắt tỉa rất chi là đẹp này, được sơn lót PU bên ngoài. Đấy, màu rất chi là đẹp anh em nhé. Đấy, giá là 450.000. Đấy, thì nó phù hợp với súng truyền thống này. Đấy, bên lõm này phần anh em cái đồng hồ cái van truyền thống ấy, nó đặt ở đây thì nó có một lõm một bên này. Đấy, rất chi là đẹp anh em nhé. Gỗ xà cừ rất chi chắc chắn. Vâng, thì cái báng gỗ truyền thống này khi gửi cho anh em là mình sẽ tháo hai khúc này ra. Đây, tháo hai khúc như thế này rồi bọc lại rất chi là ngắn gọn anh em nhé. Đấy, còn cái báng này nó tổng chiều dài nó đây 1 gam 2 gam 3 gam, nó khoảng gần hơn 70 cm, gần 60 cm anh em nhé. Đấy, thì sẽ làm phân ra thành hai khúc. Đấy, hai khúc này thì bắt bằng hai ốc vít ở đây anh em nhé. Đấy, bắt là hai ốc vít. Đấy, để sẽ bọc này, bọc xốp, bọc gói rất chi cẩn thận cho em. Giá là 450.000 đồng, hàng miễn phí ship để kiểm tra. Đấy, rất chi chắc chắn anh em nhé. Ngoài cái báng gỗ truyền thống này thì shop bán đầy đủ tất cả phụ kiện lắp ráp khẩu truyền thống, kể cả anh em thích lên khẩu mình cũng sẽ lắp ráp nguyên khẩu gửi cho em. Vâng, thì từ van, bình, kính, ống 7075, dây, tròng, búa đầy đủ hết anh em nhé. Anh em mua cái gì cứ alo shop phụ kiện 390 nhé. Vâng, thì cái video của shop phụ kiện 390 cũng xin kết thúc tại đây. Shop cũng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé.